Thứ nhỏ bé này có thể tiết kiệm cho chủ xe vài nghìn đô la mỗi ngày đấy. Đó là gương cầu lồi. Bạn thường nhìn thấy nó trên xe buýt hoặc những chiếc SUV cỡ lớn. Bạn chỉ cần nó khi đậu xe mà thôi. Thông thường, tất cả những gì bạn có là gương chiếu hậu và gương mặt bên. Như vậy, việc xác định khoảng cách từ giá cản phía sau của xe đến xe đằng sau là rất khó khăn. Hơn nữa, gương mặt bên thường làm méo hình ảnh phản chiếu và khiến bạn bối rối. Bạn đang lùi lại phía sau, nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ một chút nữa thôi. Ui, bạn đã đâm nhẹ vào ô tô phía sau mình và giờ thì chuông báo động của nó vang lên. Tệ hơn nữa là bạn phải bồi thường thiệt hại. Lẽ ra bạn đã có thể tránh điều này bằng cách lắp gương cầu lồi phía sau kính chắn gió ở đuôi của ô tô. Gương này lồi và phản chiếu các vật thể giống như một cái camera mắt cá. Vì vậy, khi bạn đậu xe, hãy nhìn vào gương chiếu hậu. Bây giờ bạn có thể thấy trên gương cầu lồi có gì. Hãy điều chỉnh nó để nhìn thấy cản sau của xe. Bây giờ nguy cơ va vào chiếc xe phía sau trong khi đậu xe không còn nữa rồi. Và bạn đã tiết kiệm được rất nhiều tiền khi không phải sửa xe của người lạ. Có thể bạn cũng sẽ thích gương xóa điểm mù đấy. Nó cũng lồi và hoạt động giống như mắt cá. Hãy gắn nó vào trong gương mặt bên. Tuy gương này nhỏ, nhưng bạn có thể nhìn thấy những thứ không xuất hiện trong gương cạnh cửa đấy. Ví dụ như khi bạn đậu xe cạnh lề đường, hãy nhìn kỹ cái gương nhỏ và bạn sẽ thấy khoảng cách giữa xe với chướng ngại vật. Gương xóa điểm mù là thứ thiết yếu đối với xe buýt lớn chạy trên những tuyến đường đông đúc ở các thành phố, đặc biệt là ở những thành phố cũ kỹ với đường xá chật hẹp. Nhưng nếu lái một chiếc ô tô nhỏ thì bạn có thể đậu xe mà không cần thêm gương. Một chi tiết đặc trưng khác của những chiếc SUV cỡ lớn là cái ống này, ống thở. Nó trông hơi giống ống xả của xe tải. Có điều bạn sẽ không bao giờ thấy khí thải thoát ra từ ống mà ngược lại, không khí sẽ đi vào bằng cái ống đó. Động cơ của chúng ta đốt cháy nhiên liệu để duy trì hoạt động và để thực hiện điều đó thì nó cần không khí. Thông thường, động cơ sẽ lấy không khí bằng ga lăng tản nhiệt trước. Nhưng xe SUV thi thoảng phải băng qua sông. Khi ấy, ga lăng tản nhiệt sẽ ngập nước. Nước sẽ ngấm động cơ và làm tắt máy. Bạn không muốn xe của mình chết máy giữa sông đâu nhỉ. Vì vậy, bạn phải thổi không khí vào động cơ thông qua cái ống vẫn ở phía trên mặt nước này. Sau đó, xe sẽ tiếp tục di chuyển dù cho mực nước cao hơn mui xe. Nếu bạn muốn bắt kịp thời đại, thì hãy lắp camera lùi cho ô tô của mình. Bạn có thể làm điều này ngay cả khi xe của bạn không được thiết kế cho điều đó. Trước tiên, ta phải chọn camera có khả năng chịu mưa và bụi. Thông thường, người ta lắp camera vào biển số xe ở phía sau và truyền điện cho camera từ đèn lùi. Tức là, mỗi lần bạn đi lùi thì dòng điện sẽ truyền đến đèn song song với camera. Tất cả những gì bạn cần là lắp đặt màn hình và đi dây từ camera tới màn hình dưới lớp lót ô tô. Nếu muốn trở thành vua đậu xe thì bạn có thể lắp đặt cảm biến đậu xe. Đó là những cái cảm biến tròn nằm ở phía sau và phía trước của ô tô. Chúng hoạt động bằng cách sử dụng sóng siêu âm. Mỗi cảm biến sẽ phát ra một sóng. Sóng đi tới trước, tìm vật cản, phản xạ và quay lại với cảm biến. Một máy tính tích hợp sẽ đo thời gian sóng cần để phản xạ và trở về với cảm biến, rồi xác định xem chướng ngại vật đang ở bao xa. Khi bạn đậu xe và radar phát hiện ra chướng ngại vật thì bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp. Bạn càng đến gần chướng ngại vật thì tiếng bíp phát ra càng nhanh hơn. Và khi chướng ngại vật cách cảm biến 20-25cm, âm thanh sẽ liên tục phát ra. Và nếu bạn không muốn mất công đậu xe thì hãy để xe làm mọi việc cho mình. Các phương tiện hiện đại được trang bị nhiều cảm biến quét môi trường xung quanh bạn. Chúng tương tự như cảm biến đậu xe, nhưng có số lượng lớn và mạnh mẽ hơn. Khi bạn muốn đậu xe, hãy nhấn nút đậu xe tự động và làm theo gợi ý của trí tuệ nhân tạo. Bạn phải lái xe dọc theo làn đường mà bạn muốn đậu. Cảm biến sẽ quét hàng đậu xe đó và tìm đúng vị trí. Xe sẽ bảo bạn dừng lại và lùi. Trí tuệ nhân tạo sẽ xoay vô lăng về đúng vị trí. Bạn chỉ cần giữ chân phanh và sang số theo yêu cầu của máy tính mà thôi. Một số ô tô có thể đậu mà không hề cần đến ý kiến của người lái xe. Bạn thậm chí còn có thể ra khỏi xe và quan sát việc đậu xe nữa đấy. Một số ô tô có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tức là chúng thậm chí có thể tự lái mà không cần bạn động tay vào. Bạn sẽ chủ yếu sử dụng hệ thống này trên đường cao tốc. Hãy thiết lập tốc độ mong muốn cho ô tô và nhả bàn đạp nào. Xe sẽ tự duy trì tốc độ. Cảm biến và radar ở phía trước xe sẽ quét các vạch kẻ trên đường và giữ cho xe đi đúng làn. Nếu có người đột ngột đi vào làn của bạn thì các cảm biến sẽ phát hiện chướng ngại vật. Sau đó, máy tính giảm tốc độ hoặc thậm chí là dừng xe hẳn. Ô tô của bạn cũng có nhiều hệ thống và công cụ hỗ trợ mà bạn còn không để ý thấy. Chẳng hạn như ABS, hệ thống chống bỏ cứng phanh.
khi bạn nhấn bàn đạp phanh hết mức có thể, má phanh sẽ ép vào đĩa và dừng hoàn toàn. Xe có thể tiếp tục đi bằng cách trượt bằng bánh xe khi bánh bị khóa nếu tốc độ quá cao. Dù bàn đạp phanh đã được nhấn, nhưng hệ thống ABS sẽ nới lỏng má phanh một chút để bánh xe tiếp tục quay. Điều này giúp bạn luôn kiểm soát được chiếc xe và cho phép bạn di chuyển ngay cả khi đang đạp phanh. Hỗ trợ phanh khẩn cấp. Bạn có thể cảm nhận được hệ thống này hoạt động khi nhấn mạnh bàn đạp phanh và thấy bàn đạp rơi xuống. Các nhà sản xuất ô tô đã thực hiện một cuộc nghiên cứu và tìm hiểu được rằng, trong tình huống khẩn cấp, tài xế thường nhanh chóng đạp phanh nhưng không đủ mạnh. Để giúp người lái xe, họ đã phát triển một hệ thống giúp nhấn hết chân phanh trong những tình huống như vậy. Hệ thống kiểm soát lực kéo. Hệ thống này đo tốc độ của từng bánh xe. Nếu bánh xe bên trái của bạn đi vào một vũng nước thì lực kéo ở đó sẽ yếu hơn. Nhưng bánh xe bên phải vẫn tiếp tục đi trên đường nhựa với lực kéo phù hợp và đẩy xe về phía trước. Kết quả là xe rẽ trái, còn bạn thì bị mất lái. Nếu điều này xảy ra khi hệ thống kiểm soát lực kéo đang bật, nó sẽ cảm nhận được rằng các bánh xe đang quay không đồng đều. Sau đó, nó ra lệnh cho phanh trên các bánh xe cân bằng lực truyền động, nhờ vậy mà xe sẽ tiếp tục đi trên đường. Dưới đây là một số mẹo tuyệt vời hơn nữa sẽ hỗ trợ bạn trong những tình huống khẩn cấp. Thứ này về cơ bản là một cục pin sạc dự phòng dành cho ô tô hay bộ kích điện khẩn cấp. Trong thời tiết lạnh giá, ngay cả những chiếc ắc quy mới cũng có thể làm bạn thất vọng. Nếu bạn vặn khóa đánh lửa và chỉ nghe thấy tiếng xe cố nổ máy nhưng thất bại, thì hãy lấy bộ kích điện khẩn cấp ra. Bạn thấy mấy cái kẹp này chứ? Hãy nối chúng trực tiếp với đầu ắc quy. Điều quan trọng đó là không nhầm lẫn đầu âm và dương của ắc quy. Thông thường, bạn sẽ thấy các biểu tượng tương ứng. Bây giờ hãy bật thiết bị và cố khởi động xe. Cục pin dự phòng này sẽ cung cấp cho bạn đủ dòng điện để khởi động ô tô. Còn một cách khác để khởi động xe khi pin yếu chính là dùng dây thừng kéo. Lưu ý rằng điều này chỉ có tác dụng trên xe có hộp số sàn thôi nhé. Hãy dùng cây kích nâng bánh lái của xe lên. Nhớ đặt gờ chặn dưới các bánh xe khác nhé. Bây giờ, hãy quấn dây thừng ngược chiều kim đồng hồ quanh bánh xe. Nói chung là khi bạn kéo dây, bánh xe sẽ quay như thể xe đang tiến tới phía trước vậy. Giờ thì vặn khóa đánh lửa và gài số đầu tiên. Nhiệm vụ của bạn là quay bánh xe càng nhanh càng tốt. Kéo mạnh dây như thể bạn đang khởi động cơ máy nào. Các bánh xe sẽ làm cho động cơ quay và máy sẽ nổ. Tên tên. Sở hữu thiết bị thoát hiểm trong ô tô sẽ cực kỳ có ích đấy. Về cơ bản thì nó là một chiếc búa nhỏ và một lưỡi dao. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, bạn có thể cắt dây an toàn bằng lưỡi dao rồi dùng búa đập vỡ kính. Một trong những vật cần thiết nhất mà bạn nên giữ trên xe hơi là băng keo. Bạn có thể sửa bất cứ thứ gì với nó, nhưng quan trọng nhất là bạn có thể sử dụng cuộn băng làm giá đựng cốc. Ngoài ra, nếu bạn sợ làm đổ đồ uống trong xe, thì tại sao không đặt cốc vào giày thể thao nhỉ?